Lily khi nghe bố chia sẻ về cảm xúc của bố thì cháu có suy nghĩ như thế nào? Cháu có thể nói một đôi lời chào tất cả mọi người và chia sẻ thêm về lý do tại sao cháu lại chọn Harari, tại sao cháu lại thích đọc sách của ông ấy, ví dụ như quyển Lịch sử là người làm tranh hay là quyển Không thể dừng bút. Điều con thích nhất khi mà đọc lịch sử là gì? Cái cảm giác thích nhất? Tìm hiểu về người so với cả đọc những cái dòng sách khác như là sách văn học chẳng hạn thì con thấy là đọc lịch sử tạo cho con cái cách suy nghĩ, tức là tạo cho con cái kiểu suy nghĩ như thế nào? Thường con hay nghĩ gì khi mà con đọc sách? Ví dụ như so giữa đọc đọc Tây Du Ký và đọc quyển Không thể dừng bước thì con thấy nó khác nhau như thế nào? Tại sao con lại chọn dịch thay vì là con hoàn toàn có thể đọc sách hoàn toàn bằng tiếng Anh đúng không? Nhưng tại sao con lại thích dịch? Con muốn dịch để con tìm hiểu kỹ hơn. Và dịch thì phải hiểu được vị trí đấy thì mới dịch được ạ. Thì nên là con sẽ tìm hiểu sâu hơn. Thế bình thường đọc tiếng Anh thì sẽ đọc lướt lướt hay là cũng đọc kỹ? Con đọc thì con chỉ đọc một lần xong thôi, không đọc. Ví dụ như là để dịch quyển Không thể dừng bước thì con đã mất bao nhiêu lần đọc? Anh Vương vừa nãy anh có chia sẻ là dạy sử để truyền cái tính tò mò cho trẻ em. Thế, ví dụ như trường hợp Lily thì anh thấy rằng là cái giả thiết của anh về việc triết lý dạy lịch sử có đúng không ạ? Tôi nghĩ là đúng, bởi vì là trong rất nhiều thế hệ học sinh tôi dạy cũng như là con tôi á, thì tôi thấy là trẻ con nó chỉ quan tâm hứng thú với cái chuyện gì đó mà nó cảm thấy tò mò về nó thôi, chứ nếu nó không tò mò, nó không hứng thú thì rất khó mà nhét vào đầu. Cho nên là cái gì cũng thế, nên bắt đầu bằng chuyện là xem trẻ quan tâm đến cái gì, có hứng thú như thế nào, rồi theo đuổi theo cái đó, rồi ta sẽ khéo léo đưa vào. Ví dụ như là chị Hải Hà đấy, có như anh đã nói có nhồi nhét, tuy nhiên nhồi nhét ở đây tôi nghĩ là cũng phải có phương pháp, có cách thức, chứ không phải là cứ nhồi nhét là được. Và cái tôn trọng cái tò mò, cái cảm xúc của trẻ nó rất là quan trọng. Cho nên là ở trường hợp Lily thì tôi nghĩ là cái lý thuyết của tôi hay nói khác là cái nhận định của tôi chắc là có lẽ nó cũng trường hợp. Có trong cái cuộc gặp gỡ hôm nay thì có cả anh Nguyễn Quang Thạch đại diện cho sách văn nông thôn, và anh Thạch là một người mà gắn bó với Lily từ bé, bởi vì trước khi là một dịch giả thì Lily là một nhà hoạt động xã hội. Xin phép được gọi bạn Lily vào một cái khái niệm thú vị như vậy, bởi vì bạn ấy rất quan tâm đến cộng đồng, bạn ấy luôn luôn gửi tặng sách và đón sách để gửi cho những cái bạn nhỏ ở nông thôn, hoặc là những cái bạn nhỏ cũng ở ngay trong thành thị. Rất tiếc là hôm nay ở đây thì thiếu các bạn Bình đi free book, cũng là một cái người mà gắn bó với cả những cái chương trình hoạt động xã hội để tặng sách của Lily. Thì không biết là anh Thạch, khi mà anh chứng kiến cái sự trưởng thành của Lily và cái sự chuyển đổi của Lily từ một nhà hoạt động sách, dần dần bây giờ trở thành một người tham gia vào cái quá trình để tạo ra những cái tác phẩm sách hay, thì anh có cảm nghĩ gì ạ? Xin chào mọi người. Hôm nay thì tôi rất là vui vì những gì anh Hải chia sẻ với những gì tôi biết về gia đình bạn Hải Hà và cháu Lily ấy, thì tôi thấy cái nguồn vốn ấy mà
anh Hải, chị Hà, rồi bố mẹ, ông bà đã trang bị cho Lily đã có một cái thành quả rất là đáng khích lệ. Tức là Lily được cũng ở Việt Nam này, tôi tin rằng là rất hiếm ở cả các bố ba mẹ và quan tâm việc đọc cho con từ nhỏ như gia đình của anh Hải. Tức là bố đọc sách cùng con, rồi mẹ hướng đọc cho con từ sách tranh, từ lúc con sơ sinh. Rồi cái việc mà giáo dục thái giáo của gia đình để dành cho con mình rất là tốt. Và cái một cái điều thứ hai nữa là tôi biết là gia đình của thầy Hải là thuộc trong khoảng số khoảng 5% tức là thuộc vùng lưu trí thức của Việt Nam. Thì cái mà những đứa trẻ mà nó sinh ra nó gặp gia đình như nhà thầy Hải ấy, thì cái việc mà mới được có số đời sống phúng túc về mặt được nuôi trí này, được nuôi tâm, rồi được nuôi thân nó tốt. Thì nếu mà cha mẹ không hướng cho con hướng ra ngoài thì chia sẻ trách nhiệm sau, thì đứa trẻ nó sau này có thể là vô cảm với đồng loại của mình. Thì cái việc mà Lily và cha mẹ ý thức được sớm là đi chia sẻ cái hình ảnh rất xúc động là ngay Tết Lily về Hà Tĩnh gặp các bạn trẻ ở chùa, ở các nơi công cộng để mừng tuổi sách theo chương trình mà chúng tôi đã làm từ 2014. Rồi việc Lily đi cùng về nông Cẩm Xuyên Hà Tĩnh để giao cái tủ sách cho gia đình có trẻ mầm non, nghĩa là cái việc thầy Hải, cô Hà và bé Lily muốn lan ra những đứa trẻ nông thôn được đọc sách như con của mình, là mình đang bị vốn cho con của mình thì mình cũng đang bị vốn hiểm cho con người khác. Thì đây là sự tổng hợp và lý tích liên thế hệ của gia đình nhà thầy Hải, cô Hà, rồi nỗ lực của cá nhân Lily được chuyển hóa thành từ của cha mẹ thành của mình. Và hôm nay thì tôi nghĩ rằng là chúng ta ngồi ở đây ai cũng có thể làm được như thầy Hải, cô Hà, mình đang thay đổi, nỗ lực để thay đổi, đọc sách cùng con mỗi ngày. Ông cả ông bố và mẹ trong này có thể có một số bố thương uống bia uống rượu chẳng hạn, tôi chỉ trích cái việc này rất là nhiều, thì hãy bỏ bia rượu đi, dành thời gian để con đọc sách rồi để chia sẻ kiến thức với con ấy, thì dần dần chắc chắn xã hội sẽ có nhiều bạn như Lily. Và khi xã hội có nhiều bạn như Lily thì dân tộc ta, đất nước ta mới có khát vọng, có đủ tư cách nắm tay với người dân Nhật Bản, dân Mỹ, dân Đức một cách bình đẳng để cho dân đất nước minh bạch hơn. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ có cùng nhau một khoảng thời gian ngắn để cùng nhau trải nghiệm về quyển sách nhé. Có lẽ mời Lily đọc thêm một lần nữa quyển sách này. Cháu có thể giới thiệu cho những vị khách tham dự ở đây một cái đoạn sách mà cháu thích nhất. Và cháu cùng đọc sách với bố cháu. Có thể tổ tiên của chúng ta từng tin rằng có vị thần sư tử vĩ đại trên trời, người giúp đỡ họ tìm chuối và săn voi. Vậy thì giống hệt như thế, ngày nay người lớn tin rằng có một linh hồn vĩ đại được gọi là McDonald có thể mở các nhà hàng, trả lương cho nhân viên và làm ra rất nhiều tiền. Vì sao người ta lại nghĩ ra câu chuyện kỳ quặc như vậy về một linh hồn được gọi là McDonald? Bởi đó thực sự là một câu chuyện rất hữu ích. Đa phần trong lịch sử, chỉ có người thật mới có thể mở nhà hàng, trả lương cho nhân viên và làm ra tiền. Nhưng điều đó cũng tức là nếu chuyện gì xấu xảy ra, người sở hữu cửa hàng sẽ gặp rắc rối lớn. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vay tiền để mở một nhà hàng, nhưng rồi không ai đến nhà hàng của bạn và bạn không thể trả nợ. Bạn sẽ phải bán nhà, giày dép và kể cả đôi tất của bạn để trả lại số tiền đã vay. Có thể cuối cùng bạn sẽ phải nằm ngủ trần truồng bên đường. Thêm nữa, nếu ai đó ăn đồ ăn trong nhà hàng của bạn và bị ngộ độc thực phẩm, bạn sẽ bị trách móc và có thể phải ngồi tù. Cho nên mọi người sợ mở nhà hàng hoặc bắt đầu mọi mô hình kinh doanh khác. Tại sao phải chấp nhận rủi ro lớn như vậy? Đó là lý do một vài người có trí tưởng tượng rất phong phú đã nghĩ ra các câu chuyện về công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu bạn muốn mở một nhà hàng
nhưng không muốn chịu rủi ro đánh mất cả đôi tất của mình hoặc ngồi tù. Bạn thành lập một công ty, công ty sẽ làm tất cả mọi thứ và nhận lấy mọi rủi ro. Công ty vay tiền của ngân hàng và nếu nó không thể trả lại tiền, không ai có thể đổ lỗi cho bạn và không ai có thể lấy nhà cửa hay tất của bạn cả. Rốt cuộc thì ngân hàng cho công ty vay chứ không phải cho bạn vay. Và nếu ai đó bị đau sau khi ăn bánh burger, không ai có thể bắt bạn chịu trách nhiệm. Không phải bạn mà là công ty đã làm ra cái bánh burger đó. Nếu bạn tạo ra một công ty, nó sẽ giúp bạn làm rất nhiều việc ngoài kinh doanh nhà hàng. Ví dụ, khi bố của Tina hỏi, vết chân đầy bùn khắp sàn nhà là của ai đấy? Tina có thể trả lời, không phải con đâu, là công ty Tina đấy. Như vậy sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, phải không? Đúng, đó chính xác là điều mà người lớn làm. Bất cứ lúc nào bạn muốn họ chịu trách nhiệm về vấn đề quan trọng. Như là ô nhiễm môi trường, họ chỉ nói rằng đó không phải lỗi của tôi mà là do công ty. Đấy là một phần của trong quyển sách dịch của ba con. Sau đây tôi có một cái đoạn nữa mà cháu Linh Vi muốn đọc và chia sẻ cùng các bạn. Đó là bạn này bạn rất là thích một đoạn nữa. Chỉ có thể là bé trai. Câu chuyện về dầu thánh giúp cho người Pháp tin rằng nhà vua của họ được gửi xuống bởi một vị thần vĩ đại trên cao. Vì vậy nên bất cứ lúc nào nhà vua yêu cầu thần dân dâng thức ăn, họ liền dâng cho ngài thức ăn thường nữa, và ngài có cả núi táo cùng bánh mì và phô mai nặng mùi. Ngay cả khi vô số người dân của ngài chết đói, khi ngài sai họ xây một tòa lâu đài, họ sẽ đến và xây cho ngài một lâu đài khổng lồ, dẫu rất nhiều thần dân của ngài sống trong những cốc lều nhỏ. Và khi ngài sai họ chiến đấu với những vị vua khác, họ mang kiếm và khiên của mình ra trận, và rất nhiều người bị giết chết trong một cuộc chiến tranh. Và nếu ai đó không muốn thực hiện điều mà nhà vua ra lệnh, mọi người sẽ nói rằng, nhưng ngài có dầu thánh trên đầu, chúng ta phải tuân lệnh của ngài. Có lẽ bạn đang tự hỏi câu này, chai dầu rất nhỏ và không chứa được bao nhiêu dầu thánh. Bạn nghĩ rằng sau khi trao vương miệng cho một vài vị vua sẽ không còn lại nhiều dầu thánh nữa. Và hãy nhớ rằng không có dầu thánh thì chẳng có vị vua nào. Làm thế nào để họ có thêm thứ dầu thánh đó? Bạn sẽ làm gì nếu bạn là con trai của nhà vua và bạn cần chai dầu thánh đó để trở thành vị vua mới? Bạn có ý tưởng nào không? Bạn có đúng không? Phải, các vị vua khác chắc là đã có ý tưởng giống hệt như thế. Dù sao thì mỗi lần người ta đến để trao vương miện cho vị vua mới, họ đều thấy cái chai thủy tinh nhỏ có đủ dầu bên trong, và người khác tin rằng đó là một phép màu khác. Nó chứng tỏ rằng vị thần vĩ đại trên cao rất thích nhà vua mới. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày con gái của nhà vua nói rằng nàng muốn đổ dầu thánh lên đầu và trở thành cái chị nước Pháp? Mọi người chỉ cười nhạo nàng mà thôi. Cô không thể nào cai trị nước Pháp, họ nói, bởi vì vị thần vĩ đại trên cao không thích con gái cho lắm. Vị thần vĩ đại trên cao là nam giới, vì vậy ngài làm cho các cậu bé thông minh hơn, dũng cảm hơn con gái rất nhiều. Nên một cô gái không thể cai trị vương quốc khác được, chỉ con trai mới làm được. Và bởi vì mọi người tin vào câu chuyện này, họ không để cho con gái trở thành người cai trị. Thực ra họ không cho con gái làm bất cứ thứ gì. Con gái không thể trở thành thuyền trưởng hoặc làm thẩm phán, thậm chí không được đi học. Câu chuyện về dầu thánh hết sức quan trọng vì nó giúp quyết định người sẽ trị vì nước Pháp, và người sẽ ra lệnh cho hàng triệu người làm theo. Người Pháp đã tin vào câu chuyện này trong một khoảng thời gian rất dài, và trong hơn 1.000 năm nước Pháp đã được trị vì bởi các vị vua được sức dầu thánh. Nhưng cuối cùng, một vài người thông thả bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện đó. Này, câu chuyện này chẳng có lý gì hết. Một người nói, sao mọi người đều tin vào nó nhỉ? Không có vị thần nào trên cao nói rằng Pháp cần được trị vì bởi các vị vua hoặc con trai giỏi hơn con gái cả. Các vị vua và con trai của họ chỉ dựng nên câu chuyện này để mọi người làm theo điều mà họ bảo thôi. Đúng rồi, một người khác đồng ý. Và vì sao mọi người lại nghĩ rằng phải đổ dầu lên đầu thì mới trở thành người cai trị nước Pháp? Thật là chuyện nực cười. Và có người thật sự tin rằng chai dầu nhỏ đó không bao giờ hết dầu là do phép màu à? Không đời nào. Bất cứ khi nào họ cần trao vương miện cho một vị vua mới, chắc hẳn
một người hầu sẽ lẻn vào phòng cất chai dầu thánh và bí mật đổ dầu ăn bình thường vào đó. Người Pháp cảm thấy tức giận vì họ đã tin vào câu chuyện nhảm nhí này trong quá nhiều năm và đã đồng ý cho tất cả các vị vua lấy mất phô mai nặng người của họ hay bỏ họ tham gia những trận chiến ác hiểm ác. Vì vậy họ bắt giữ nhà vua và chính đầu ngài. Họ tìm được chai dầu cũ kỹ và đập vỡ nó thành từng mảnh và chẳng có vị thần trên cao nào xuống trừng phạt họ. Các nhà sử học gọi thế gian mà người Pháp không còn tin vào các nhà vua nữa là cách mạng Pháp. Ngày nay Pháp không có vị vua nào nữa. Người dân bầu cho bất kỳ ai mà họ muốn người đó trở thành tổng thống Pháp, và bạn không cần đổ dầu lên đầu để trở thành tổng thống đâu. Nếu sau vài năm mọi người không còn thích vị tổng thống này nữa, họ sẽ bầu cho người khác thay thế, và tất cả mọi người đều có thể trở thành tổng thống dù là con gái. Anh cũng chào. Đó là cái phần là hai cái phần này Lily rất là thích đọc. Cô hỏi Lily một câu nhé. Tại sao Lily lại thích hai phần này? Đầu tiên là McDonald, hai là một cách mạng Pháp. Tại sao? Trường bạn Lily vào lớp 5, lớp 1, lớp 2 nói chuyện với các cháu, vậy cháu có biết câu hỏi này không? Tất cả giơ tay gọi lên, bảo cháu lại bảo chú vừa hỏi cháu cái gì đấy. Lily dạy trẻ con cho nên là phải thông cảm thầy cô là thế, bởi vì trẻ con ấy là trong đầu nó tràn ngập ý nghĩ, tràn ngập ý tưởng, nhưng mà để trình bày được cái ý tưởng đó ra và người lớn hiểu được cái đó không phải chuyện đơn giản nha. Thế thì quay trở lại câu chuyện, cho nên cái tác giả này, tại sao ông ta nổi tiếng như thế? Ông ta kể chuyện rất có duyên. Ông ta biết cách kể chuyện cho trẻ con để trẻ con có thể hiểu được và cảm thấy thú vị. Ví dụ cái đoạn ông ấy tả là sức dầu cho đi lễ mà người mà đứng đầu Thiên Chúa giáo, Kitô giáo sức dầu cho vua để vua trở thành người cai trị nước Pháp đấy. Thực ra ông diễn giải rất khéo một khái niệm mà người lớn sẽ là sự cấu kết giữa thần quyền và vương quyền với cai trị dân chúng, đúng không? Thế còn câu chuyện về triết học khai sáng để làm cho người dân biết rằng là tất cả cái câu chuyện kia là bọn cai trị nó bịa ra thôi. Làm gì có ông nào mà sức giàu cái thành vua thì cai trị mãi mãi. Thì người ta diễn tả rất khéo ở chỗ là làm cho trẻ con hiểu được cái đó mà trẻ con cảm thấy rất bình thường. Cho nên là khi mà quay trở lại câu chuyện của nhà anh Hải ấy, là bố mẹ muốn đọc sách cho con để cho con có thể giao tiếp được với mình để thích sách ấy, thì thực ra bố mẹ phải học hỏi rất là nhiều. Nhưng anh Hải đã đọc sách thì chúng ta biết đọc sách trẻ con phải là như vậy chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là cái giáo dục tại sao nó khó là vì người lớn phải hạ mình xuống, phải nhìn thế giới như con mắt trẻ thơ, phải đứng ở địa vị của trẻ con. Cho nên lấy trẻ con làm trung tâm hay lấy học sinh làm trung tâm là phải xuất phát từ đứa trẻ, mọi thứ nó khó chỗ đấy. Cho nên là như Lily nói là thích cái câu chuyện về trách nhiệm hữu hạn thì cũng giống như là con với mẹ thôi. Cái gì thì mà mẹ cứ đổ lỗi cho con thì con rất thích là có cái gì đó nó nhận lỗi thay mình, đúng không ạ? Và tác giả đã biết được cái đặc tính tâm lý đâu con trẻ, nó diễn đạt rất là hay.
hoặc là cái câu chuyện là tại sao ông Công bảo là triết học khai sáng làm cho người dân tỉnh ngộ và cuối cùng là lật đổ nhà vua, họ nói là hóa ra là họ đập vỡ cái lọ dầu đó ra và thấy là chả có vị thần nào trừng phạt cả. Thì nó nhắc tôi nhớ được câu chuyện là bố tôi khi mà cũng chắc là bằng độ tuổi Lily, bố tôi rất là nghịch. Thế thì bố tôi kể chuyện là bà tôi thì rất sùng đạo Phật và bà tôi có bảo là vào chùa được có chỉ vào tượng như này là thánh phạt cùng tay. Thế bố tôi thì rất tò mò là liệu cái ông tự cố ngồi đấy ông có phạt được mình thật không? Ông ấy vào ông ấy lén nút ông chỉ qua tay út thôi, không chỉ tất cả và sau kiểm nghiệm là hóa ra cái ngón út này không bị gì cả. Bà biết là bà nói dối. Thì đọc cái tự truyện ông Fukuzawa Junpichi cũng Omega xuất bản cái này, cũng có chi tiết đó. Ông Fukuzawa Junpichi là một người lý tính. Ông ấy từ nhỏ đặt ra là cứ bảo là nếu mà mình dẫn lên cái tờ cúng đấy thì thánh sẽ phạt mình. Và cuối cùng ông chơi trò rất là ác, khi mà anh và mẹ không để ý ông đã đem xé từ tờ đấy ông dẫn lên. Cuối cùng thấy là cha có trừng phạt gì cả và thấy ông bảo là như thế là không đáng tin, người lớn là không đáng tin. Thế thì trẻ con nó sẽ có cái thế giới riêng của nó. Nhưng mà để trình bày để đi vào thế giới của các em thì chắc là trong một không gian này thì hơi khó, nhưng mà tôi là giáo viên tôi hiểu là trong đầu Lily có rất nhiều ý nghĩ và muốn chia sẻ với mọi người để nói như vậy để mọi người thông cảm, và thứ hai là mọi người có thể hiểu được và trẻ em tốt hơn. Xin cảm ơn. Anh Thạch có thể chia sẻ thêm về những cái bạn nhỏ mà anh đã gặp trong cái quá trình là xây dựng sách hóa nông thôn và những cái tiềm năng phát triển của các bạn không? Tôi là người rất là thích lịch sử. Từ nhỏ tôi đã học các cách nhớ các sự kiện lịch sử bằng cách đặt hàng những liệt kế con voi thì có trong các cái nhân vật anh hùng nào chẳng hạn, thì Hai Bà Trưng cứ voi của hồi nhỏ có hình ảnh đấy. Rồi là tôi đọc một câu như chú con ngủ cho lành để mẹ để được rửa banh cho voi thì mình nhớ đến Ba Triệu, đúng không? Hoặc là voi của Quang Trung trong trận đánh ở Đồng Đá, rồi con voi ở Trần Hưng Đào trong cái chuyện xa lây ở Sông Hóa ở Thái Bình trong cái cuộc chiến chống Nguyên Mông. Hoặc là tôi thường liên hệ các loài quả đối với sự kiện lịch sử, quả cám chẳng hạn. Là tôi quả cám thì tôi vẽ ra sơ đồ từ quả cám thì nhớ đến Trần Quốc Toàn. Trần Quốc Toàn là nhớ đến phá tung địch Bảo Hoàng Ấn, rồi nhớ đến các cái sự kiện chống Nguyên Mông. Rồi là các anh hùng như Trần Thủ Đồ, Trần Hưng Đào, Trần Nguyên Hán, Trần Quang Hải, rồi Liệt Kiêu Giả Tường Thảm Mù Lão. Rồi về vũ khí thì tôi mất thời gian khá là dài để tìm hiểu đất nước này có trong họ nào là những người nổi tiếng về từ vào tiến vào vũ khí. Thì tôi biết là Cao Lũ là trong thời Anh Dương Vương, còn là Cao Thẳng người ở Nam tôi thì là trong cuộc chiến chống quân Pháp của chế tạo súng trường 1874. Thì tôi vì yêu lịch sử như vậy thì đi mỗi lần đến trường học nào tôi thường là đặt các câu hỏi để học sinh có biết về các nhân vật lịch sử hay không. Chẳng hạn khi tôi đến học sinh lớp 5 chẳng hạn, thì tôi đọc và tôi bỏ hai câu đầu là quê ở Châu Phong dần người thám bào thu dông chẳng quên, chỉ em là một lời nguyền bất cờ nương tử thái quyền quyền quân. Tôi hỏi học sinh là cái nhân vật trong cái đoàn này là ai đấy, thì phần nào là không biết. Thì cái đó hơi được bốn tôi được học rồi, thì tôi nhận là Ba Trưng quê ở Châu Phong dần người thám bào thu dông chẳng quên, chỉ em là một lời nguyền bất tờ cờ nương tử. Hoặc là tôi hỏi vua nào áo vải đánh bài quân Thanh Lý ngôi hoàng đế, thì rất nhiều học sinh là không biết. Hoặc là văn dưng của Long, tôi đọc những câu thơ của nói về Nguyễn Trung Trực là hỏa hồng nhân đạo ánh thiên địa kiếm bạc kiên giang phốc kỷ thuật. Hoặc là khi nào người thấy nhổ hết tỏ nước Nam, khi mà hết người được Nam đánh đấy thì nhân vật đó là ai, thì học sinh ở đồng bằng sông Cửu Long không biết. Thì qua những cái tôi làm các nghiệm này, tôi xem cái việc dạy lịch sử của chúng ta, tại sao thế hệ của tôi thì nhớ rất nhiều về lịch sử, từ Quang Trung Lê, từ thời Hai Bà Trưng trở đi là các nhân vật tôi nhớ gần hết, nhớ rất là nhiều. Nhưng tại sao con trẻ bây giờ không nhớ? Thì tôi rất lo ngại về chuyện dạy lịch sử của mình, dạy làm sao mà học sinh không nhớ được các anh hùng dân tộc, đưa ra các chi tiết về Phạm Mù Lão, ngồi có một vị tướng, một người đang ngồi đang sọt chở đường mà vua đi qua, quân lính đấm thua đuôi thì biết mới biết, mà biết là nhà vua đi qua và hỏi là ông đang làm gì, tôi đang suy nghĩ về chống giặc Nguyên chẳng hạn, Nguyên Mông chẳng hạn, thì đưa những cái sự đấy thì học sinh không biết, thì là cái việc là rất lo ngại về việc dạy lịch sử. Chính vì vậy tôi thực sự rất là xúc động khi bạn Lý đã dịch cuốn sách này, và
Tôi nghĩ là chủ đề này là tôi còn phải dùng thông qua sách này tôi chia sẻ về cách học lịch sử, cách dạy lịch sử để cái lịch sử con trẻ chúng ta phải hiểu về lịch sử của đất nước mình, của thế giới để cho sự hiểu biết tăng lên và để có các cái bài học tốt cho chính những học sinh, cho chính chúng ta. Lúc nãy là chẳng hạn tôi thấy tôi biết là Lily đang học về nghiên cứu về Hindu giáo này. Thì khi mà đứa trẻ mà ở tuổi này mà nghiên cứu về Hindu giáo thì sẽ hiểu được tại sao Ấn Độ và Phật giáo ra đời ở Ấn Độ, rồi tại sao là xã hội Ấn Độ người ta lại cổ vũ cái bất bạo động, rồi tại sao ở Ấn Độ nhà nước tập quyền không hình thành được mà lại bây giờ là rất phù hợp với nền dân chủ đấy. Còn Trung Quốc ấy, thì lại phù hợp với nhà nước tập quyền, nó có tư ra cái vai trò của tôn giáo, vai trò của tôn giáo là người nào đã giống như kiểu là Khổng giáo đấy, với vai trò của tôn giáo của Kinh Tô giáo và Phật giáo nó khác nhau ở chỗ nào. Thì tôi nghĩ là tôi tin rằng ấy, có nhiều đứa trẻ Việt Nam này không phải là hàng chiều nhưng chắc chắn khoảng 10% có thể trở thành được như Lily. Thì câu chuyện là làm sao chúng ta có nhiều người cha người mẹ muốn con trở thành như Lily thì các anh các chị phải trở thành như anh Hà và chị Hà Hà thì sẽ rất là vui. Bây giờ tôi xin được nhường lại những quyền điều phối viên của Omega để Omega có thể bắt đầu tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phía các diễn giả cũng như là gia đình của bé Lily ạ. Và các quý vị khán giả của chúng ta thân mến, thì ngày hôm nay đến tham dự sự kiện của chúng ta thì cũng có một sự xuất hiện rất là đặc biệt của một nhân vật. Có lẽ là quý vị đã từng thấy nhân vật này xuất hiện ở trên TV rồi ạ. Đó chính là sự xuất hiện của nhà báo Phan Đăng. Anh cũng là một nhà báo rất là am hiểu về lịch sử. Và hôm nay thì anh cũng đến tham gia sự kiện ngày hôm nay của chúng ta cũng với tư cách là một phụ huynh ạ. Và không biết là anh Phan Đăng của chúng ta thì anh có thể chia sẻ một vài tới sự kiện của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Xin chào các anh chị. Chúc mừng bạn Lily. Thôi đến đây. Xin chúc mừng bạn. Và tôi thật ra là hôm nay bây giờ mới cầm cuốn sách này, cũng chưa được đọc trước. Bây giờ mới đọc và rất là bất ngờ, bởi vì thứ nhất là Omega thì in quá đẹp và Lily thì dịch văn rất là sáng sủa. Thế chúc mừng bạn. Và tôi thì cũng rất là xúc động, bởi vì tôi nghĩ rằng là chúng ta đứng ở một cái mảnh đất ấy. Thì nếu như mà tôi nhớ là hồi tôi bằng tuổi của Lily, tôi cũng luôn nghĩ rằng là chứ 100 năm trước thì cái mảnh đất này nó là cái gì? 1.000 năm trước cái mảnh đất này nó là cái gì? Và rồi 100 năm nữa, 1.000 năm nữa, cái chỗ đất chúng ta đứng đây này, nó là cái gì? Thì những cái cuốn sách lịch sử mà đúng như anh Quốc Vương nói đó, nó trả lời cho chúng ta những câu hỏi đấy. Và thật là hạnh phúc khi mà chúng ta được đọc những cái tác giả mà trả lời những câu hỏi đó một cách rất là duyên dáng như là Harari. Và hạnh phúc hơn nữa là lại được đọc văn dịch của Lily, mà như tôi vừa nói đó, là dịch rất là đẹp, rất là sáng sủa. Và tôi hy vọng rằng là cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, bởi vì chúng ta tin rằng là trong mỗi bạn trẻ ngồi đây, các bạn 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, các bạn đều có một Lily ở trong mình mà. Từ Lily sẽ có nhiều Lily nữa. Xin chúc Omega thành công và một lần nữa xin chúc gia đình bạn Lily. Vừa rồi từ phía anh Phan Đăng ạ. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ dành ra ít phút để cùng giao lưu và giải đáp các câu hỏi từ phía các vị khách mời cùng các quý vị và các quý độc giả. Và nếu như mà quý vị ai có câu hỏi gì thì xin hãy giơ tay ạ. Xin chào quý khán giả, chào Lily. Rất là ấn tượng với cả tuổi Lily còn nhỏ nhưng mà đã dịch được cuốn sách. Em đến đây thì cũng là người thích đọc, nhưng mà nếu mà nghề dịch thì là chắc chắn là có thể chưa dịch cuốn nào cả, nhưng mà cũng rất là mong muốn dịch cái cuốn nào đấy. Thì hôm nay rất là truyền cảm hứng. Thì trong câu hỏi của em là em rất là tò mò rằng em chưa phải phụ huynh, nhưng mà em có em nhỏ, em bé 13 tuổi, và em cũng cho em đọc sách, mà nhưng mà thường thường là em thì chưa có nhiều quyển sách lắm, nên là em đang muốn hỏi là hồi mà bố mẹ đi còn nhỏ đó thì thường là mình sẽ phải chọn sách cho bắt đầu chọn sách cho Lily rồi cho đọc cái gì,
thì em đang cũng tò mò là liệu tầm ngày Lily bắt đầu một số sách rồi thì bắt đầu bạn đã tự nghiên cứu chưa, tự chọn sách cho mình chưa? Chú xin hỏi Lily một câu vì Lily trả lời hay quá. Chú rất là tò mò là khi con chọn sách ấy, thì con thường lên mạng ấy, tìm các cái sách ở trên mạng chọn hay là con ra cửa hàng sách? Con có nghe rõ không? Tức là lúc mà con chọn sách nhé thì con thường lên mạng để con tìm các cái bìa sách đẹp ở trên mạng, tác giả trên mạng hay là con ra phố sách con chọn? Nhà sách con chọn. À, thường ra nhà sách. Cái cảm giác mà đứng ở nhà sách chọn sách ấy, thì lúc đấy cái cảm giác nó như thế nào? Con có thấy hạnh phúc không? Thứ hai nữa là lúc mà con dịch cuốn này này thì là con đọc chữ và con dịch chữ, trong quá trình đó con có tưởng tượng nhiều không? À, tức là con đơn thuần là đọc chữ và con dịch chữ đúng không? Hiểu. Thế khi mà con đọc sách thì con có tưởng tượng nhiều không? Con có thể kể một cái ví dụ cụ thể nào đó mà một lần con tưởng tượng nào đó cho mọi người biết được không? Ở trên một thảo nguyên, trên một cánh đồng, trên một đại dương, hay là một cái loài đấy sapiens của 200.000 năm trước đó, con tưởng tượng cái thế giới tưởng tượng trong con nó diễn ra như thế nào? Lúc đấy con có ham muốn là chui vào cái không gian đấy và bỏ không gian mình đang sống? Rồi, cảm ơn con, thưa cô rồi. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi. Có lẽ là qua câu trả lời của Lily thì chúng ta cũng tự nhìn thấy được những gì mà câu trả lời của chúng ta có thể là chúng ta của những thời thơ ấu đúng không ạ? Không biết là có vị khán giả nào còn muốn đặt câu hỏi cho các vị diễn giả và gia đình bé Lily không ạ? Xin cảm ơn Lily thì chúng ta gặp sơ qua từ trước rồi. Thì chú muốn có một câu hỏi về Lily như thế nào? Chú có một cháu gần con của chú ấy, gần tuổi của cháu, mới khoảng 8 tuổi. Đấy thì cũng rất là tò mò. Tức là Lily hồi nãy là bảo có hai cái quyển sách, tức là một là thế giới thực, đó, một cái là giả tưởng. Sách lịch sử thì cháu phân loại là nó là cái có thật, nó và một cái là giả tưởng. Vậy thì khi cháu đọc hai cái đấy thì cháu có thấy nó mâu thuẫn gì không? Nếu thông thường thì cháu sẽ chọn đọc cái nào nhiều hơn, và thường là cháu tin cái nào nhiều hơn, làm sao cháu kết nối hai cái thế giới đấy. Bây giờ học chú hỏi là có tỏ được. Khi cháu đọc một cái gọi là cháu xem là giả tưởng, một cái là thật, thì cháu có thấy nó mâu thuẫn gì không? Lựa chọn
Thế là tỷ lệ giữa hai cái lúc đấy nào với phù hợp với tuổi? Mình thì qua tiếp xúc nhiều trẻ con ở nhà có rất đông con, thì mình ba đứa là giáo viên nên mình hiểu. Thực ra là giữa trẻ con ấy, cái bộ não của trẻ con nó rất là mềm dẻo. Người lớn thì lo ngại là ví dụ như con là cô đọc cuốn sách toàn cho người lớn thì ông nội tôi cũng bảo đọc loại này nó loạn đồng, nó hiểu nó sao được. Còn lịch sử vũ khí với lịch sử vũ trụ với lại gì là toàn triết học. Nhưng thực ra trẻ con nó có cách tiếp nhận của trẻ con. Và người lớn chúng ta không sợ là trẻ sẽ đọc nữa, hư cấu và phi hư cấu nó lẫn lộn hay không. Ví dụ là con tôi nó lên núi, nó trèo lên núi, nó hỏi bố là bố ơi tại sao hôm nay không đến mục không ở đây nhỉ? Tại vì nó sẽ nghĩ là núi này chắc giống như là núi Hoa Quả Sơn. Tuy nhiên là khi đọc những sách mà lịch sử chẳng hạn, nó sẽ biết là cái nào là không hợp lý, cái nào bất hợp lý. Là vì bộ não nó có sự linh hoạt của nó, trẻ con nó hơn hẳn người lớn ở chỗ là bộ não có sự chuyển đổi linh hoạt. Chính người lớn chúng ta khi đã tin cái gì rồi là rất khó thay đổi niềm tin, đúng không ạ? Nhưng đối với trẻ con hoàn toàn bình thường. Vì thế cho nên chúng ta biết là trên thế giới tại sao người ta xếp bộ môn lịch sử dạy như một khoa học là bắt đầu từ lớp 4 mà không phải trước đó. Lý do là từ lớp 4 trở đi, trẻ về cơ bản mới phân biệt được rõ ràng thế giới không có thật và thế giới có thật. Trẻ dưới 4 tuổi cực kỳ sợ ma. Dưới lớp 4 cực kỳ sợ ma. Nhưng mà sau lớp 4 thì nó đỡ sợ hơn và nó biết rằng là bố cứ đùa con, bố cứ giễu con và nó biết là cái này là không phải là thật. Do vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm, bé cứ cho đọc lẫn lộn thoải mái, con nhà tôi đọc tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta thấy rằng đứa trẻ cái bộ não nó tự động sắp xếp rất là hợp lý, không phải lo ngại chuyện đó. Thế thì giữa cái trí tưởng tượng phong phú của con người và giữa thứ logic ấy, thì cân đối cả hai, không cái nào quan trọng với cái nào. Vừa phải đọc những sách về khoa học, vừa phải đọc những sách về tưởng tượng. Tại vì logic và tưởng tượng là hai mặt của sáng tạo. Trong sáng tạo chúng ta vừa phải biết suy nghĩ một cách lý tính, nhưng đồng thời vẫn phải để trí tưởng tượng bay bổng vượt khỏi cả suy nghĩ thông thường. Tôi lấy ví dụ như tất cả nhà khoa học đều kết hợp tốt điều này. Ví dụ như ông Newton ông nhìn thấy quả táo rơi xuống, thì ông ấy phải tưởng tượng là cái gì làm cái quả táo nó rơi xuống như thế, nó về mặt đất. Nhưng đồng thời phải dùng logic để phân tích điều đó, cuối cùng là có khoa học. Cho nên là những ai mà kém tưởng tượng thì không làm sáng tạo được. Nhưng nếu tưởng tượng bay bổng quá mà không có phần logic thì anh ta sẽ không đi đến được phát minh sáng chế và tạo ra sản phẩm. Tại vì sản phẩm nó muốn tạo ra được nó là một chuỗi gắn kết những sự vô lý thành hợp lý. Đó, thế thì trẻ con đi dạy học khó là chỗ đó. Vừa phải cho trẻ con bay bổng lãng mạn nhưng vừa phải rèn cho trẻ con lý tính. Đó, thì dạy trẻ con là dạy tiểu học mầm non. Đúng ra là giáo viên phải đào tạo cẩn thận nhất, khó nhất, nó là trong độ tuổi đó. Cho nên là ở góc độ của anh là con ở độ tuổi đó thì cứ yên tâm cho con là đọc nhiều văn học, đọc nhiều lịch sử, đọc nhiều tất cả các sách khác, đứa trẻ sẽ tự động sắp xếp lại được các chi tiết đó theo một trình tự hợp lý với đứa trẻ, không lo lắng gì cả, không lo công cấp nha. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phía anh Hương ạ. Và ban nãy thì tôi có thấy là ở phía dưới sân khấu thì có một bạn khán giả nhí cũng muốn giơ tay đặt câu hỏi ạ. Không biết là bạn khán giả nhí có thể giơ lại tay cho chị được không? Con được các cô chú câu muốn hỏi em Lily là ngoài dịch sách khoa học lịch sử ra thì em còn muốn dịch những quyển sách khác hay không? Cảm ơn phần chia sẻ của bé Lily ạ. Không biết là liệu còn quý vị khán giả nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? Xin chào các anh chị và thực sự là hôm nay cái sự kiện của Omega này và bạn dịch giả Lily thực sự là rất là ấn tượng. Lần đầu tiên mình được tham gia, lần đầu tiên được trải nghiệm sự kiện như thế này và thực sự cảm thấy Lily là một niềm tự hào với cả gia đình cũng như là đối với đất nước. Và em là với cương vị là một phụ huynh, bởi vì là em cũng có một em bé năm nay 3 tuổi và cũng có bắt đầu những bước từ khi thai giáo rồi cũng có đọc sách cho con lúc con mới còn chưa biết lẫy, và đến bây giờ thì con cũng rất là thích đọc sách. Tuy nhiên là có một cái khó khăn mà em gặp phải đó là không biết làm thế nào để tạo cho con một cái cộng đồng đọc sách, tức là các cái bạn mà cùng lứa tuổi
có thể là ở lớp hoặc là ở hàng xóm hoặc gì đó, nhưng em cảm thấy là không phải bạn nào cũng đạt tới cái sự quan tâm cũng như là sở thích đọc sách như một số bạn. Thì không biết là anh Hải có thể chia sẻ là đối với Lily, khi mà Lily còn nhỏ thì anh chị đã tạo cho Lily cái cộng đồng đọc sách cùng đứa chăn như thế nào? Anh cảm ơn. Cảm ơn cô My. Thì cũng xin giới thiệu với mọi người, cô My là cũng đã từng sống ở Ba Lan, quốc tịch Ba Lan rất nhiều năm, và cũng có được được hưởng nền giáo dục phương Tây rất là bài bản. Thì cô My đang công tác ở trường đại học CMC University. Thì đối với cái hành trình đọc sách của cháu ấy, thì tôi trước kia từ nhỏ đến lớn thì cái cộng đồng đọc sách nó chỉ có ít thôi. Các cháu thì đa số các cháu thì là tuổi ăn tuổi chơi, cái việc tập đọc sách nó đòi hỏi sự tập trung và yên tĩnh, mà trong cái tuổi nó hiếu động thì rất khó, và cái đấy nó cũng khá phổ biến. Nhưng mà cái cộng đồng đọc sách chủ yếu của cháu đó chính là mẹ cháu, và sau này đó là các cô chú bên Úc Hunter. Cháu rất là hay sang bên cô chú bên Úc Hunter, chú Úc Thủy, cô Thảo. Thì nhìn thấy cái cộng đồng đọc sách có cả các anh chị lớn tuổi hơn, các cô các chú cảm thấy nó passion khi mà họ đọc và rất là tập trung, và nó có một cái môi trường nào đấy để họ nuôi dưỡng cả cái tâm thức về đọc sách. Thì tóm lại đó là mẹ và ba thì ít lắm, hầu như không, gần như không, nhưng mà chủ yếu là mẹ là cái cộng đồng đọc sách lớn nhất của con. Và sau này là cộng đồng đọc sách của mẹ đó là bên Book Hunter và các cái nhà xuất bản, là cái môi trường để cháu phát triển cái tâm thức đó. Đấy, thì hy vọng là trả lời được câu hỏi của mình. Mời anh nghe. Tôi xin mời sự chia sẻ ra trong buổi trưa này của anh Đỗ Tiến Thành. Anh Thành ơi, anh lên anh chia sẻ. Anh Đỗ Tiến Thành, anh lên đây, tôi có người thực thực anh để tôi giới thiệu với bạn để bạn nói về chuyện cùng đọc sách. Anh Thành một người đã 4 năm trời liên tục đến lớp học con mình đọc sách cho các học trò, và sau đó thì chính con anh ấy có thêm cộng đồng đọc. Anh Thành ngồi đây. Xin kính chào tất cả các quý vị và các em nhỏ. Thì tôi thì cũng là một cái người làm các cái hoạt động về cứu trợ cộng đồng cùng với cả anh Thành Anh Vương. Thì trong quá trình mình đi làm các tủ sách ở các cái nơi ấy, thì mình cùng khi mà con mình cũng vào lớp 1 thì tôi có 2 bạn, một bạn thì con trai lớn và bạn thứ hai là con gái. Thì cái bạn lớn thì có cái ở nhà thì chúng tôi cũng giống như là bố mẹ của Lily, cũng khi mà tiếp xúc với cả các cái những cái người mà đi trước, những cái bố mẹ mà thành công thì cũng học được cách là đọc sách cùng với con từ nhỏ. Tất nhiên là cái cách nào mình cảm nhận được thì làm được đấy. Và cái bạn lớn thì cũng đã có một cái kết quả thành công, và bạn ấy cũng rất là ham mê đọc sách, và bạn ấy đọc cái việc đọc của bạn ấy rất là tốt, và cũng là cái nền tảng rất tốt để bạn ấy học tiếng Anh cũng như học các môn học và học đàn piano. Còn bạn thứ hai thì cái tính của bạn ấy thì là bạn ấy hiếu động hơn, và bạn cũng tập trung vào một bạn lớn. Thì khi mà con vào lớp 1 thì con học ở trường tiểu học Ngô Tiểu Lương, Long Biên. Thì tôi cũng phải nghĩ cách để tạo cho con một cái môi trường ở trong lớp học. Mình đi làm tủ sách nhiều nơi thì mình muốn là cũng xây dựng cái tủ sách ở lớp học cho con mình. Thì sau đấy thì mình vận động các cái phụ huynh ở trong lớp thì cùng chung tay nhau làm và đóng góp cùng tạo ra cái tủ sách. Thì để việc tạo ra cái tủ sách, thực ra các bố mẹ có thể góp tiền cũng rất là đơn giản. Nhưng tuy nhiên duy trì và tạo ra được cái việc đọc hàng ngày và đọc thành phố cho ve thì nó rất là khó, vì bây giờ các con cũng bị phân tâm bởi các cái thiết bị kỹ thuật số, rồi các con tiếp xúc với rất nhiều các cái thông tin khác nhau và nó chiếm đầy trong các cái suy nghĩ, các cái hoạt động của các con rồi, thì mình chèn cái việc đọc sách vào nó không hề dễ dàng. Thì tôi chọn cách là hàng buổi sáng thì là bố đưa con gái đi học và dành 15 phút vào lớp của con, thì mình cũng đọc sách, lấy cái sách trong tủ của con và mình đọc và mình đưa cái hình ảnh lên truyền thông để vận động các bố mẹ đọc cùng. Thì khi mà mình đọc sách cho con thì mình có thấy là gì, ở lớp 1 và lớp 1 thì có rất nhiều các bạn nhỏ, có bạn thì đã đi học rồi chữ rồi, có bạn thì chưa đi học, thì rất nhiều các bạn mà sau đến trường thì các con chưa đi học chữ và con không hòa nhập được. Thì qua cái việc đọc sách thì mình đã cùng các con đọc sách
và các con thấy là cái niềm vui từ những cái câu chuyện trong cuốn sách thì dần dần đã thay đổi được cái tình hình. Và ở đấy thì sau đó là các cái phụ huynh cũng rất là thích thú khi mà mình truyền thông viên lớp và cô giáo cũng hoàn ảnh, rồi là các con cũng rất là hứng thú đến trường để đọc sách được cùng chơi với cả chú Thành. Đấy thì khi mà các phụ huynh lớp thì đã hướng cái sự quan tâm vào đấy thì bắt đầu họ cũng quan tâm đóng góp ủng hộ vào những cái hoạt động của sách, dùng cái việc tặng sách trong các cái ngày lễ hoặc là các cái phần thưởng cho các con thì các phụ huynh rất là ủng hộ. Và sau đấy thì ở lớp thực sự là cái tỷ lệ về các con cũng có cái thói quen đọc sách nó rất là tốt, và các phụ huynh thực sự là sau đấy thì họ cũng rất là mừng. Và rất nhiều có những cái phụ huynh cũng đã nhắn riêng là thực sự là không nghĩ là con họ lại có thể đọc sách như thế. Thì tôi nghĩ là cái việc đọc sách thì nó không chỉ là con mình, khi mà mình thấy nó tốt thì mình cũng cố gắng là quan tâm những đến trường khác, và bằng cái cách nào đấy chúng ta có thể chia sẻ giao lưu sách để chúng ta kiến tạo cái môi trường. Chẳng như tôi cũng hay tặng sách cho con các phụ huynh, hoặc là đề xuất các phụ huynh là hãy coi những con đứa trẻ khác để giống như con mình, và cùng nhau là chia sẻ sách để giúp các cái bạn nhỏ khác thì có thể tiếp cận sách. Thì đấy là cái cách việc tôi đã làm. Thì hôm nay thì đến cái buổi ở đây thì tôi thấy là cũng rất là cảm ơn bố mẹ Lily. Và Lily thì cũng là một những người cùng với tôi đồng hành trong cái công việc mà khuyến học, cùng trong cái đặc Lily cũng là một cái thành viên của sư quán nông thôn. Lily cũng đã dịch sách và góp tặng rất nhiều sách, rồi làm các hoạt động cùng chúng tôi để thúc đẩy cho nói đọc. Thì tôi cũng có qua, tôi có viết trên Facebook là một cái status tôi liên hệ từ chính bản thân mình, thì có mối liên hệ từ cái việc là thói quen đọc sách từ nhỏ nó sẽ đi lên, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lúc chúng ta trưởng thành. Thì tôi là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Tôi thì là kỹ sư xây dựng, và hồi bé thì mẹ tôi là cô giáo dạy văn, thì cũng có mua tặng cho anh em chúng tôi có 1-2 cuốn sách thôi, hay là cái cuốn Khung Gia Đình, và một cái cuốn chuyện nữa. Thì vô tình thì lúc năm lớp 1 và hè năm lớp 1 thì là tôi được đọc một cuốn sách đấy. Và sau đấy một cái thời gian dài thì tôi được gia đình tôi điều kiện là bố mẹ cũng không có quan tâm đến cái việc là làm cuốn sách, thì gần như là trong nhà không có sách, và đến một cái thời gian rất là dài đến ngay cả học đại học thì cũng không đọc sách. Và sau đấy thì nhưng mà nhờ cái cuốn sách Khung Gia Đình, cái câu chuyện của bé Remy từ nhỏ như thế nó theo đến tận bây giờ. Và sau đấy khi mà mình có con thì mình thấy là cái việc đọc sách đã giúp cho mình kiểm soát rất là tốt cái lối sống, rồi những cái suy nghĩ của mình từ lúc từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Và sau đấy thì mình mới tìm đến những cái người trên những con thạch, những công vương, và mình cũng muốn là mình thấy những cuốn sách đấy nó tốt thế rồi nó giúp cho mình nhiều như thế, thì tại sao mình không giúp những cái trẻ khác. Đấy thì Lily rất là may mắn là con đã được một cái điều kiện rất tốt, và con đã được tham gia các hoạt động mà giúp đỡ các bạn ở nông thôn như vùng núi đọc sách ngay từ nhỏ. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, và đặc biệt là con có một cái năng lực, có một cái trình độ ngay từ nhỏ thì con đã đưa giúp cũng giúp chia sẻ với các bạn khác, thì đây cũng rất là điều tuyệt vời. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Thành ạ. Và ở góc dưới sân khấu lúc nãy thì cũng có thêm một bạn khán giả gì nữa muốn đặt câu hỏi, thì không biết là bạn kỹ thuật có thể. Con muốn hỏi em Lily là trong suốt cái quá trình dịch cái cuốn sách này thì cái điều mà em gặp khó khăn nhất là gì? Thank you.
Có con nghe rõ chưa ạ? Lily nói là phần thích nhất là phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Làm nào để cá nhân có thể thoát khỏi trách nhiệm và để đưa trách nhiệm nó cho người khác, đúng không ạ? Cũng chính là phần mà Lily cũng đã vừa chia sẻ trước đó, đúng không ạ? Vừa nãy em có thấy anh có một câu hỏi, đúng không ạ? Em chào mọi người ạ. Câu hỏi của em thì chắc là dành cho chị Phương và Omega nhiều hơn. Thì em muốn hỏi là tại sao Omega lại quyết định chọn một dịch giả nhiều tuổi để dịch cuốn sách khoa học lịch sử này? Và theo chị Phương và theo các dịch giả nữa, thì việc một dịch giả nhí dịch một cuốn sách khoa học lịch sử mà đối tượng đọc hướng đến thiếu nhi thì nó có lợi ích gì? Cảm ơn bạn Hùng. Nhân câu hỏi của Hùng thì tôi cũng chia sẻ thêm một chút luôn là vì sao mà thực ra là khi mà Omega mua bản quyền xong cuốn sách của Harari thì ngay lập tức là chúng tôi nghĩ đến Lily, bởi vì trước đây là cũng biết Lily qua các dịch phẩm ở Trung Châu và những bề thật tuổi thơ, chúng tôi rất là ấn tượng một bạn nhỏ như vậy mà có thể dịch rất là tốt bộ sách như vậy. Và thứ hai nữa là thực ra khi mà xem cái văn phong ấy thì chúng tôi cũng thấy là cái cuốn sách của Harari là cuốn sách dành cho trẻ thiếu nhi, nhưng mà cho thiếu nhi thì cái điểm đặc biệt ở cái văn phong nghĩa là cách mà người ta dẫn dắt câu chuyện, cách người ta dẫn dắt những cái giống như nãy Phương có chia sẻ là những cái khái niệm rất là to tát, nó rất là hàn lâm thì được diễn giải theo cái logic của trẻ con. Như vậy thì khi mà một bạn nhỏ bạn ấy đọc cái đấy thì cái cách bạn ấy lĩnh ngộ và bạn ấy hiểu cái logic đấy sẽ có những điểm thuần lời hơn người lớn. Cho nên là thứ nhất là về khi việc lựa chọn thì chúng tôi cũng thứ nhất là về văn phong thì cũng muốn là có văn phong sách khoa học trẻ em, thì có một bạn nhỏ mà có nền tảng về đọc sách khoa học có thể chuyển ngữ. Nhưng mà cái góc độ thứ hai, từ góc độ là những người là làm xuất bản ấy, thì chúng tôi cũng nghĩ thế này. Lily khi dịch cuốn sách này thì trong Lily là có hình ảnh của một độc giả mà chúng tôi mong đợi, nghĩa là làm người dịch cũng là hình ảnh của một độc giả kỳ vọng của sách, gọi là sách nền tảng về khoa học. Và trong câu chuyện của Lily cũng là có những câu chuyện mà chúng tôi nghĩ có thể là cũng khiến cho mọi người cảm thấy nhen lên những cái gọi là cái khát vọng hoặc là một cái mong muốn nào đấy về việc là làm sao mà những bạn nhỏ ở Việt Nam này cũng có thể dần dần cái câu chuyện của Lily thành một câu chuyện rất là phổ biến. Nghĩa là các bạn nhỏ ở đây, tôi cũng biết có một số phụ huynh, có một số bạn nhỏ cũng là đọc sách từ rất là nhỏ và có một sự hứng thú và có phương pháp và tiếp cận về tiếng Anh rất là tốt. Thì trong Lily là hình ảnh mà chúng tôi mong đợi ở các độc giả nhỏ ở Việt Nam và cũng là cái thế hệ độc giả tương lai của sách vở khoa học lịch sử nghệ thuật mà chúng tôi mong đợi. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin các cô chú ở Omega gửi lời cảm ơn Lily, bởi vì khi mà gửi cuốn sách cho mẹ Lily ấy thì mẹ Lily cũng bảo là phải xem bạn ấy có hứng thú hay không, thì phải gửi gọi là dịch giả cũng rất là nghiêm khắc ấy, phải xem có thích hay không đã mới dịch. Thì lúc ấy là Lily xem và Lily cảm thấy thích cuốn sách này, bởi vì trước đấy đã từng đọc sách của bác Harari. Thì đấy là điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui và nhân đây thì gửi lời cảm ơn Lily. Lily, cảm ơn Lily nhé. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hoàng Quân. Mời chị đặt câu hỏi. Anh chị ạ, Lily cho cô hỏi là cái cuốn này con đã xem trong bao nhiêu lâu và cái chương nào mà con cảm thấy có niềm hứng khởi và dịch nhanh nhất, còn chương nào cảm thấy khoai nhất và mất thời gian nhất? Thế thì thời gian
tới con có dự định bao giờ để bọn con đón đọc cuốn thứ hai? Cái này chắc là chúng mình gặp là người thay đổi. Cảm ơn Lily nhiều nhé. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ạ. À, không biết là có vị khán giả nào muốn đặt câu hỏi cho gia đình bé Lily cũng như là các vị diễn giả nữa không ạ? Vâng, thế thì vì thời lượng chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì cũng có hạn nên là phần Q&A của chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Và tôi hy vọng rằng là với phần hỏi đáp ngày hôm nay thì các quý vị khán giả cũng đã phần nào có thêm được những kiến thức, những trải nghiệm cho riêng mình. Và trước khi kết thúc chương trình thì để cảm ơn sự đồng hành của các vị diễn giả khách mời trong buổi ra mắt sách ngày hôm nay thì xin được mời các vị diễn giả của chúng ta sẽ có nói lại sân khấu một chút để ban tổ chức sẽ có một số những phần quà tặng cho các vị diễn giả cũng như là gia đình bé Lily ạ. Và đồng thời thì ngày hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày hôm nay thì chính là sinh nhật của bé Lily ạ. Mọi người có thể cho một tràng pháo tay để chúc mừng sinh nhật bé Lily được không ạ? Và bên Omega thì cũng có một món quà nho nhỏ và một bó hoa để tặng chúc mừng sinh nhật bé Lily ạ. Xin mời phía bên Omega sẽ lên trao nhận quà cho, trao quà cho các vị diễn giả. Và nhân sự kiện này thì Omega cũng xin được trao tặng một combo gồm 4 quyển sách của tác giả Harari cũng như là những cuốn sách mới nhất của tủ sách đời người cho sách hóa nông thôn. Và hy vọng trong những năm tới thì sách hóa nông thôn sẽ tiếp tục mang lại những đầu sách hay đến với các bạn nhỏ. Và xin được trân trọng mời anh Đỗ Tiến Thành, đại diện cho sách hóa nông thôn khu vực miền Bắc sẽ lên nhận quà từ phía Omega. Anh chị em ơi, mọi người nhìn anh chị em nhé.